Tặng Liên Hoàn đến đọc các quyết định tốt nghiệp cho các em học sinh sinh viên tốt nghiệp năm học 2010-2011. Kính thưa Ban giám đốc, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các giảng viên cùng các học sinh, tôi xin thay mặt nhạc viện đọc quyết định về công nhận học sinh sinh viên tốt nghiệp đợt 2 và đợt 1. Đợt 2 năm 2009-2010 và đợt 1 2011-2012. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nhạc viện Hồ Chí Minh số 660 Nhạc viện HCM quyết định tốt nghiệp năm 2010. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 10 năm 2010 quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2009-2010. Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quyết định số 176 trên CT ngày 29 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng đổi tên trường thành Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ quyết định số 2591/2008 quyết định Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ngày 6 tháng 6 2008 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ quy chế số 25/2006 quyết định Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp. Căn cứ quy chế số 40/2007 của Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 1 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hạng chính quy. Căn cứ biên bản của Hội đồng chấm thi và xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2009-2010. Quyết định điều 1 nay công nhận tốt nghiệp đợt 2 cho các sinh viên đại học chính quy 4 năm, học sinh bậc trung cấp 4 năm, trung cấp dài hạn 9 năm của Nhạc viện Hồ Chí Minh năm học 2009-2010 gồm có danh sách kèm theo: đại học chính quy 4 năm 2, trung cấp 4 năm 6, trung cấp dài hạn 9 năm 2. Điều 2, những sinh viên học sinh tốt nghiệp được hưởng các quyền lợi theo quy chế hiện hành. Điều 3, các phòng khoa phân hiệu và những sinh viên học sinh tốt nghiệp có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Giám đốc Ban Thiện Thư đã ký. Sau đây là quyết định tiếp theo về công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2010-2011 số 659 Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh quyết định tốt nghiệp năm 2011 Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 10 năm 2011. Tôi xin bận lượt qua cái phần căn cứ quyết định điều 1 nay công nhận tốt nghiệp đợt 1 cho các sinh viên bậc đại học chính quy 4 năm, học sinh bậc trung cấp 4 năm, trung cấp dài hạn 9 năm, trung cấp dài hạn 11 năm của Nhạc viện Hồ Chí Minh năm học 2010-2011 gồm có danh sách kèm theo: đại học chính quy 4 năm 44, trung cấp 4 năm 49, trung cấp dài hạn 9 năm 5, trung cấp dài hạn 11 năm 14. Điều 2, những sinh viên học sinh tốt nghiệp được hưởng các quyền lợi theo quy chế hiện hành. Điều 3, các phòng khoa phân hiệu và những sinh viên học sinh tốt nghiệp có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Sau đây là phần phát bằng. Thì xin mời ban giám đốc lên trường phát bằng. Đầu tiên xin giới thiệu thành phần và phát bằng. Đầu tiên là tiến sĩ Văn Thiện Thư. Hai là thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Phạm Ngọc Danh, phó giám đốc viện. Ba là tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Linh. Phạm Hữu Thành, phó giám đốc Nhạc viện Hồ Chí Minh. Đầu tiên là sẽ phát bằng cho khoa âm nhạc dân tộc. Khi tôi đọc tên nào thì nó đó là một Bùi Thị Hiền Trang.
Trần Vũ Sơn chuẩn bị. Thank you.
vị tiếp theo qua sáng tác chủ nhiên âm nhạc học em Phạm Thị Minh. Thank you.
Thị Hồng Hạnh sẽ làm việc với Minh Phước tiếp theo. Đặng Thị Hồng Hạnh tiếp theo. Mời sinh viên Đặng Thị Hồng Hạnh, giảng viên tiến sĩ. Mời sinh viên Đặng Thị Hồng Hạnh, giảng viên tiến sĩ Nguyễn Minh Phước. Cô Thị Mai Trinh chuẩn bị tiếp theo. Mời sinh viên Ngô Thị Minh Trinh, Ngô Thị Mai Trinh. Vũ Nam Thành. Mời sinh viên Vũ Nam Thành, giảng viên tiến sĩ Văn. Trường Công Tâm An chuẩn bị tiếp theo. Mời sinh viên Trần Văn Nghe, giảng viên Phó Giáo sư Tiến sĩ Vi Na. Phan Hồng Quang chuẩn bị tiếp theo. Mời sinh viên Phan Hồng Quang, giảng viên Tiến sĩ Ngành Giáo dục Tốt Hà Sơn. Mai Thị Thanh Thúy chuẩn bị tiếp theo. Mời sinh viên Mai Thị Thanh Thúy, giảng viên tiến sĩ Ngành Giáo dục Đào Hồng Minh. Trần Thị Việt Nhân chuẩn bị tiếp theo. Mời sinh viên Trần Thị Nhật Nhân, giảng viên Phó Giáo sư Tiến sĩ Nghệ sĩ Văn Tú. Xin mời ban chủ nhiệm khoa sáng tác chỉ huy văn nghệ học và các thầy cô có học sinh sinh viên tốt nghiệp của khoa sáng tác chỉ huy văn nghệ học đang chuẩn bị chương trình này. Đặng Hà Linh chuẩn bị tiếp theo.
thạc sĩ Nguyễn Thanh Nguyễn. Võ Nguyễn Việt Vân, chủ nhiệm tiếp theo. Mời học sinh Võ Nguyễn Việt Vân, giảng viên thạc sĩ Lê Đình Quang. Phần Lê Đình Quang, chủ nhiệm tiếp theo. Mời học sinh Huỳnh Lê Lam Vũ. Vị Úy Sơn Ca, vị tiếp theo. Mời học sinh Nguyễn Lý Sơn Ca, giảng viên Tô Trang Mỹ Hạnh. Nguyễn Hồng Thành, chuẩn bị tiếp theo. Mời học sinh Nguyễn Hồng Thành, giảng viên thạc sĩ Nguyễn Thị Liên. Trần Thị Hoàng Ngọc, chuẩn bị tiếp theo. Mời học sinh Trần Thị Hoàng Ngọc, giảng viên chuyên ô tô kỹ thuật. Vũ Trần Trung, chủ nhiệm tiếp theo. Lê Minh Chu Tử, chủ nhiệm tiếp theo. Mời học sinh Lê Minh Chu Tử, giảng viên thạc sĩ Nguyễn Thị Như Sa. Nguyễn Quang Tường Vân, chuẩn bị tiếp theo. Mời học sinh Nguyễn Quang Tường Vân, giảng viên thầy Đặng Ngọc Văn. Bùi Thị Thu Hương, chuẩn bị tiếp theo. Mời học sinh Bùi Thị Thu Hương, giảng viên cô Nguyễn Ngọc Thị Anh. Nguyễn Thanh Nhật, chuẩn bị tiếp theo. Mời học sinh Nguyễn Thanh Nhật, giảng viên cô Thầy Thầy Minh Nhật. Đinh Duy Thành, chuẩn bị tiếp theo. Mời học sinh Đinh Duy Thành, giảng viên Thầy Nguyễn Đức Nam. Nguyễn Trung Chính, chuẩn bị tiếp theo. Mời học sinh Nguyễn Trung Tiến, giảng viên thạc sĩ Nguyễn Thị Liên. Nguyễn Phan Thùy Anh, chuẩn bị tiếp theo. Mời sinh viên Nguyễn Phan Thùy Anh, giảng viên cô Lê Kim Anh. Trần Ngọc Diệu Hiền, chuẩn bị tiếp theo.
mời sinh viên Trần Ngọc Quyền Quyền, giảng viên Cô Nguyễn Thái Linh. Thái Ngọc Thùy Trang, chuẩn bị tiếp theo. Mời sinh viên Thái Ngọc Thùy Trang, giảng viên thầy Đặng Hồng Quang. Xin mời ban chủ nhiệm khoa piano và các thầy cô có học sinh sinh viên khoa piano tốt nghiệp bước lên sân khấu để chụp hình chung với các em.